sĩ tiến sĩ mày hỏi có biết tiếng Anh không, hỏi thừa mày ơi, tao không thích trả lời, tao không nói luôn, tao dốt mà. Nói nhớ tao dốt tiếng gì với tao tiếng Anh nào nào không, tao nói tao giờ có 10 bằng 50 bằng tiến sĩ rồi mà giờ tao vẫn sai chính tả, rồi tao nói tao đánh lỡ giờ chứ gì giờ thầy thầy mà tao nói còn không được nữa nè, do hành động hết thầy, tao không biết thì mỉa ra mày dốt rồi, mày nói không được là mày dốt, dù một từ ngữ giống như giờ văn mà tao nói văn à, giờ dạ mà tao người kêu giờ ở da dạ, còn người vờ ở ba nợ bạ, người thì nói dạ dạ bạ, mà mày nói không quan trọng hả, giờ khắc mắc giấy tờ tao, hồ sơ tao không thành công hoặc giấy tờ không được tao nói cái đó mà không cho nói, ví dụ cái này tao nói là cái đang thầy đang bức xúc gì cái chuyện hồ sơ giấy tờ mà mày không cho tao nói rồi lấy cái gì để nói nữa, mày khùng cho dặm cho chết nữa. Làm chức sắc càng lớn tao càng ghét, quyền tự do con người phải không? Yeah. Làm gì sợ? Mày làm ông nội, ông cố tao nhà, tao có nhà có cửa, tao ăn của hết. Yeah. Tài sản tao có cốp tài sản mày không? Tao sợ. Mày ở nhà mày bị ở, chùa mày mày ở, mày của mày mày xài của tao, tao xài tao có là qua lại gì mày kiếm chuyện. Thấy yeah. Tao có mày không có mày tức, rồi thấy tao đi chơi mày cũng tức nữa. Mày em giỏi mày đi chơi đi, mày ngon mày có tiền mày đi chơi đi, tao đi chơi kia cũng ngồi cũng cản trở. Thì hôm nay hòa thượng thích tâm phúc vua tao làm mày tức hả, mày lo chuyện tao, tao lo mày xí họng vô mày hỏi cái này hỏi kia, mày điện chỗ này điện chỗ kia không báo nó, người ta thành lập mình không phải lập sao bao tuổi đóng như công ty, giờ mình thành lập công ty nào có nhà nước mở cấp cho mình thì mình hoạt động đúng sai người ta quản lý mình nói theo pháp luật, tao đâu có chống đối, tao đâu có cản mày là không cho mày mày tu đâu, nhưng mà tao nói gì mày thành lập ra mày tự sinh hoạt mà mày là cứ đụng chạm ta kêu ta đựng chữ, rồi tao có ai đâu người, mày nghĩ tao chùa tao có người, mình tao là người tu, còn sư cô là làm nó tới bọn cha mẹ mình là nương tựa cửa chùa, làm một người ở chùa giữ chùa hoặc là nấu cơm nấu nước hoặc là giữ được chút nào thì hay chút đó, chứ cần đắt xa chợ chết giờ nào cũng được, liên đâu liên quan gì tới thầy đệ tử thầy rồi hai người ba người, đến chùa chùa nào cũng có một chủ, làm gì hai ba chủ, mày đến mày hỏi người khác giờ mày chặt mày cúng dường trụ trì hay mày cúng bính dường cho mấy chú tiểu hay cúng dường cho mấy đệ tử thầy, mày cúng trụ trì có tiền xây dựng rồi mày đưa cho chia hết rồi thầy cũng có phần giống nhau, mà lát lấy gì ông thầy, đứa nào cũng không ở cúng cho tôi của tôi sư phụ được lấy rồi tiền đâu xây chùa. Rồi ăn học kêu nó lấy riêng rồi thầy đóng tiền trường cho nó học à. Cho hay cho lấy điều mà tới trường học cái sư phụ đóng. Thầy cho con hỏi chùa thầy đệ tử 7.500 đệ tử một tháng hết bao nhiêu chi phí tốn kém thầy? Một năm thầy phải chi ra cỡ 300 tỷ đến 1.000 tỷ. Lý do là giáo hội Phật giáo Ma Ha Chin Campuchia và giáo hội Phật giáo A Nam Khai tại Thái Lan thì nuôi nó tóm gọn cái trường đại học Phật giáo, thì do mình nói do là tốn chi phí nhiều là thứ nhất, thì do cha mẹ đóng góp vào chứ học thì nó tóm gọn một số thì được miễn phí, một số thì đóng phí ít thôi, nhưng mà nhà trường thì tại mướn giáo viên thì phải trả lương rồi giấy tờ thủ tục hành chính là phải in ấn thì phải tốn chi phí, rồi tiền điện tiền máy lạnh, lớp nào cũng có phòng nào cũng có tốn tiền điện tiền máy lạnh là trên hết, nên là học sinh chỉ lóng cái tiền nói sinh hoạt thôi chứ không phải tiền trường, nhưng mà nói tiền trường cho có vậy chứ không phải tiền trường, tại giờ phòng ốc nè muốn giáo viên tốn tiền mà điện tiền máy móc tiền máy lạnh đó. Rồi những cái nó tóm gọn hành chính khác, nên phải có cái khu chi, nếu không khu chi là trường lấy gì kinh phí, là Phật tử nào cậu có tiền đóng tiền trường hoài, số tiền lớn vậy là lấy đâu có này thì đó khi... nói rồi khu chi từ cái đồng tiền nhỏ đó rồi những cái Phật tử những đệ tử đó, thì nó tóm gọn những cái tiền đó là đóng góp trong giáo dục chứ không phải là với một số giáo viên là tình nguyện dạy miễn phí thì mình cũng trả lương đàng hoàng, nhưng mà cái ta cúng lợi thì lấy cái tiền đó kinh phí dư ra mới xây dựng. Yeah. Ví dụ như giờ là đến thầy mướn con ngày 300, nhưng mà khi làm xong tầng con nói thôi
tôi không nhận đâu, cúng lại chùa để thầy làm gì làm, là cái chi phí đó là con cúng rồi đó, chứ con chưa bỏ ra các nào, nhưng mà cái công con làm cũng trả lương, nhưng mà lá con không lấy là tất nhiên là quê, thầy cũng không tốn chi phí nào, thì cái đó thầy có thể mua vật liệu hay làm gì khác. Ra đó thì thường thường thứ bảy chủ nhật theo các cái bờ hồ Hoàn Kiếm, hồ Gươm, hồ Tây, hồ Gươm, hồ Hoàn Kiếm thì thầy ra thì nhiều fan hâm mộ thì chụp hình thì thầy cũng vui, mà những cái fan hâm mộ cũng vui mấy khi gặp được thầy chụp hình, rồi nhiều người nói trời coi thầy trên tivi không, trên mạng không, giờ mới thấy ngoài đời đúng. đó, thì họ vui mừng thì mình cũng vui mừng, người nào tới cũng muốn ôm khắc cứng hung khắc sâu chơi khắc đã. Phải không, yêu là gì, yêu cũng hung hết vui vẻ thôi, ăn uống phải không, cuộc sống này không có gì là hoài cái đó, và nói yêu thương cũng gì cũng cũng gì bắt tay hôn ngoại giao, còn tiến tới thân thể là yêu nhau cả đời, phải không, cũng hai loại yêu, yêu yêu mến thầy, yêu 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 thầy là với thầy trò, nhưng mà đừng nghĩ cái việc khác, không có dâm dục đúng không, cái đó là ngoại giao bề ngoài là sự thân mật, chứ mình không nói lợi dụng thân thể là ra là hoặc thân thể là ở trong giống như bắt tay cái nghi ngờ, phải không, còn giờ Phật tử giờ cái phong tục của Campuchia, Thái Lan á, là phụ nữ không được gác tay thầy, không được ôm thầy, không được nắm tay, nhưng mà nhiều Phật tử biết cái phong tục Campuchia, Thái Lan cái nhảy lại ôm cái chụp hình, còn mấy nằm đứng sát, còn mấy gác tay qua hoặc nắm cái tay thầy, nó sai đi nhưng mà không ai thầy la, nhưng mà mình đứng kế bên chụp hình được rồi, mình giữ cái nề nếp, chứ không mấy là người ta đánh giá thầy đánh giá mình. Thứ nhất là nó chọn gái gì đó mất nết hư hỏng, thầy chùa mày cũng ham hú, rồi giờ thầy chùa tôi cái chờ thầy chùa còn ham gái, còn chơi gái, còn phái gái, còn phải ôm gái, rồi để cho gái ôm, thấy không, cái câu nói đơn giản nhưng mà người ta coi mình mất, còn người khác ta nói, trời ơi mẹ này mất nết hư hỏng, thầy chùa tao nói người đời nó cũng chơi mà ông thầy chùa nó cũng muốn hốt, thấy không, giữ cho mình mà giữ cho thầy, mà quan trọng thầy mới quan trọng, tại thầy tu có đạo, còn mình thì còn có gia đình, ví dụ giờ mày có coi chồng này mày lấy chồng khác được, còn thầy chùa không lẽ ai cũng gom, không cho phép. Giờ Phật giáo thầy nói vấn đề cũng bị hai một, Đức Phật hồi xưa đâu thừa, còn nhiều ông ham lấy vợ rồi cũng ăn thịt uống rượu rồi đổ thừa cái nói gia bộ, cái nói chay mặn, tao nói những người ăn chay là đạo Bà La Môn và không phải đạo Phật, thầy tuyên bố tao sẽ nói đi mày tức, mày nói trong này mày tức, nó dám chữ tôi ăn chay là ngu dốt rồi khùng điên hay là hay là ngu, tại thầy nói ăn chay rau cải đâu đâu có chất dinh dưỡng, ăn thịt cá mới có gì, có trí tuệ, có chất máu đồ điều hòa cơ thể, không bệnh ung thư, không bị teo chỗ này teo chỗ kia, và nó tóm gọn ăn thịt cá nó mới đầy đủ sức khỏe, mập khỏe béo rồi người mới có, nó tóm gọn không nhức đầu, không mệt mỏi, không tin vô bệnh viện cũng vậy, ta nói cần phải ăn 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 những cái củ khoai nào với thịt gì để sao cho mình có máu, ví dụ thiếu máu đi phải ăn những cái củ gì và nấu với cái thịt gì để cho rác cho cơ thể mình nó không thiếu máu, thiếu trong người thiếu máu là gì không, xây sẩm mặt mày lên sao lên tăng xong xuống tăng tăng xong xuống máu rồi tăng tăng cao huyết áp hạ huyết áp, rồi của người mình sao mình tự nhiên đang đứng gì hai cái mờ mờ mắt chóng mặt hết, do là thiếu máu không ăn thịt cá, nhiều người do là cơ thể mình khỏe quá đi nên mình ăn rau cải đủ, còn những người mà không ăn thịt cá nó sẽ bị gì, không đủ chất dinh dưỡng, thì thành ra là mình ngu mình dốt, là không có trí tuệ là ngu dốt. Thầy biết Dưa. sao không, sao tại vì thiếu tiền không có tiền mua thịt cá mắc nợ, nhưng mà tao nói mày cũng ngu, hằng nào mà không ăn thịt cá mà mày không không kiếm mày 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 không có tiền mua là mày ngu, mày khôn đi má, mày lấy kèn câu đi câu cá, đúng rồi, ra xong mày xúc cá nè, đi lưới cá nè, chẳng qua mày làm biếng
còn mày nhảy xuống sông mày bao bao mày mò trong cái xá cái bờ sông, lý do mày chưa, tao nói mày cũng không chịu học bơi, học bơi sông suối mày còn tắm rửa, ta còn muốn nhảy sông ta đi tắm sông tắm biển, hiện giờ mày còn hồ là ta dành cho những người có tiền. Thầy biết bơi không? Tao không biết bao nhưng mà tao cứ xuống biển xuống sông 3 ngày nổi lên tao vẫn nổi. Thấy không? Đây, người cũng thích chụp hình, người không thích chụp hình. Thì một số là người ta thích chụp với thầy, ta quắc. Còn một số thì nói cho thầy xin chụp với hình, cũng xin phép ta chụp chứ không phải khơi khơi muốn chụp người ta chụp đâu. Nói tóm gọn, thứ nhất đi hội họp, thứ hai là Bộ Giáo dục tổ chức những chương trình hội thảo về du học Anh, Đức, Pháp, Canada, Mỹ, Italy, Đức, Pháp gì đó, những cái nước đó. Thì xong cái chương trình đó thì mình đi mời mình đến mà, mình đăng ký nữa. Thì mình đến dự thì tất nhiên mình phải có hình ảnh kỷ niệm. Mà chụp mình cũng nói cho tôi xin chụp, dù là thầy lớn, đúng là nó xin thầy chụp, nhưng mà thầy đã hạ bản ngã xuống thầy xin nó. Còn người đạo Phật tử thì quý mến thầy phải chụp rồi, nhưng mà cái dân trong cái tổ chức người ta là những người gì? Giáo viên trường học, hiệu trưởng trường học, rồi những người là làm trên bộ giáo dục hay văn phòng giáo dục hay là giáo viên tại trường đại học đó, thì họ mất khả năng tuyển sinh viên làm việc văn phòng, đúng không? Nên mình cũng tôn trọng họ, mình là nếu mà mình đi học cũng là thí sinh họ quản lý thì mình phải xin họ chứ. Nghĩ ông thầy chùa mà lại cho tôi xin chụp với hình đi. Đúng ra là còn qua Campuchia Thái Lan, dù có phủ tướng chính phủ phủ cũng phải xin ông thầy lại chụp với ông thầy, chứ bao giờ mà ông thầy ông phủ tướng ông nhà vua là chụp mà mời thầy lại chụp. Thầy là mấy người Tây á, thầy xin chụp là thầy nói bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thầy? Thầy nói tiếng Anh chứ thầy. Thầy nói giờ tao dốt nhất tiếng Việt, tao cũng không biết nói tiếng Anh, tao không biết nói sao tao kêu tao nói tiến sĩ mà. Tao tiếng nước gì vậy? Tiếng nước hoài chứ không phải. Mày nói tiếng nước hoài là chung chung 192 nước, nhưng mà nói riêng một cái chuyện Anh, Pháp, Canada, Đức, Việt Nam, nhưng mà riêng hai ngôn ngữ tao nói không rành, nói không được tiếng Việt với tiếng Anh rồi xong. Nhưng mà tao nói tiếng Việt không biết nói, nhưng mà đó tại tao nói điên bị nghe không ấy. Tao nói tao không biết tao đang nói gì nè, rồi mày chấp tao nói. Tại tao thích nói nhưng mà tao không biết ngôn ngữ gì, mày cứ nhận xét tao đang nói ngôn ngữ gì. Tao cũng thầy ngôn ngữ Việt á, cũng là một cái bằng đại học hạ sĩ, tao nói ngôn ngữ Việt, không tin người đó hoài nó qua học, chỉ cần biết nói là tao kêu là đại học hạ sĩ, học chuyên ngôn ngữ đó thôi. Rồi thì xong ra trường ta lấy cái ngôn ngữ đó ta dạy cái tiếng đó. Ví dụ như người nước ngoài qua học ngôn ngữ Việt, nó học tiến sĩ ngôn ngữ Việt thì nó dạy Việt Nam mình là nó dạy người nước ngoài, nó nói người Việt thì nói vừa tiếng Việt tiếng Anh, rồi người Anh thì nói tiếng Việt cũng tiếng Anh, nó cũng hai ngôn ngữ đó. Thì nói giờ thầy nói đứa bé 3 tuổi còn biết tiếng Anh, mà mày nói mày hôm mày học cấp 1, cấp 2, cấp 3 học cao mà mày nói không biết tiếng Anh thì mày có xứng đáng là một người đi học không? Rồi vậy không? Thì nói giờ không có giờ, từ lớp 1 đến lớp 12 là mày học không có năm nào mà thiếu cái môn tiếng Anh. Thì mày nghĩ sao mà giờ mày học đại học học sĩ tiến sĩ mày hỏi có biết tiếng Anh không? Hỏi khừa mày ơi, tao không thích trả lời, tao không nói luôn. Tao dốt mà. Nói như tao dốt tiếng gì với tao tiếng Anh, nào không? Tao nói tao giờ có 10 bằng 50 bằng tiến sĩ rồi mà giờ tao vẫn sai chính tả. Rồi tao nói tao đánh lỡ giờ chứ gì thầy mà tao nói còn không được nữa nè. Do anh ngọng hết thầy, tao không biết thầy mỉa ra mày dốt rồi, mày nói không được là mày dốt. Dù một từ ngữ giống như giờ văn mà tao nói văn giờ dạ mà tao người kêu giờ da dạ, còn người vờ a ba nợ vạ, người thì nói dạ dạ vạ, cái đó là nói theo tiếng địa phương. Nhưng mà nói sao thì tao cũng viết từ dạng vậy luôn, chứ không phải là nói là không viết đâu. Ví dụ dạ hay là thầy đi, giờ chữ thầy đi, người thầy chữ T, người thầy chữ K cũng không có sai chính tả, nhưng mà nói về ngôn ngữ cũng vẫn là sai. Chữ thầy là phải T, nhưng mà K cũng là thầy thôi, cũng đâu có sai. Thầy ra ngoài tay khen thầy đẹp trai không? Rất nhiều. Có ai thương thầy nồng nàn nhất là mấy ăn sáu muối không? Nhiều. Cái gì cũng nhiều hết. Đã nha. Thầy là người của công chúng, thầy món hàng cho họ chơi thì thầy phải cống hiến cho họ chơi.